Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là cái bài phân tích những cái thông tin tin tức kinh tế mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, tôi là Phạm Thành Biên, nhà đầu tư tài chính trên thị trường tài chính quốc tế với hơn 15 năm kinh nghiệm. Và hôm nay thì chúng ta cùng nhìn xem những cái gì ảnh hưởng tới thị trường giá dầu, giá xăng trong những ngày qua mà làm cho giá xăng trong nước tăng kỷ lục, vượt ngưỡng năm 2014. Đây là một trong những cái thông tin mà không vui cho tất cả nhà đầu tư nói chung, cũng như là người tiêu dùng, đặc biệt là những anh chị đang đi làm công ăn lương. Khi giá xăng tăng, nó là ảnh hưởng tới đầu vào của tất cả các ngành sản xuất, làm cho ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế. Thế vậy khi giá xăng tăng thì ảnh hưởng trực tiếp đến các cái công ty vận tải, các công ty lữ hành và đặc biệt là người dân. Và hiện nay ngành vận tải thì vẫn chiếm cái tỷ trọng bằng xăng dầu là gần như 100%. Cái lượng xe điện thì còn quá là ít. Và hiện nay thì cho dù xe điện có phát triển đến chăng nữa thì các bạn thấy rằng là nếu như vận tải khổ lớn, cỡ lớn thì vẫn phải sử dụng xăng dầu thôi. Chính vì vậy cho nên là còn rất nhiều thời gian nữa, nhiều thập kỷ nữa thì mới có các cái năng lượng thay thế cho xăng dầu. Chính vì vậy nên khi mà xăng dầu biến động, nó ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ thị trường. Và với cái tình hình như bây giờ thì chúng ta thấy rằng cái xăng dầu tăng thì nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào, và xu hướng tiếp theo của giá xăng dầu sẽ ra làm sao. Xin mời quý vị cùng nhìn lên màn hình. Trên màn hình chúng ta đang nhìn thấy đây là đồ thị của giá dầu quốc tế. Và tôi hy vọng rằng cái bài phân tích này của tôi nó sẽ sai. Bởi vì nếu như điều này diễn ra là đúng thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng ngay cả với nền kinh tế trong nước, đó là ngành nền kinh tế Việt Nam. Thì với những cái bài phân tích trước đây của tôi thì cái xu hướng chính này nó vẫn là xu hướng chủ đạo. Và đặc biệt là khi giá vượt lên trên 91,5 thì nó đã cảnh báo chúng ta xu hướng còn tăng nữa. Còn khi mà nó đứng dưới 91,5 thì nó còn có cơ hội được có một cái nhịp sóng giảm xuống dưới trước khi nó lên. Nhưng ở đây giá nó đã vượt ngay một cách rất là mạnh mẽ, vượt qua 91,5 rồi. Đây là điều kiện của sóng giảm. Như vậy là khi vượt qua ngưỡng này thì cái ngưỡng tiếp theo hướng tới là ngưỡng $100 một thùng, $105 một thùng. Anh chị có thể nhìn vào đồ thị ngắn hạn hơn. Đó, nhìn vào đồ thị ngắn hạn hơn nhé. Đây, anh chị nhìn vào đây. Đấy, thì các bạn nhìn thấy là cái điều kiện của sóng tăng này, điều kiện của sóng tăng này đang ở vùng 84,8. Đó là cái vùng để cho sóng tăng tiếp. Và từ đây là đứng trên 91,5 thì hướng nhanh chóng đến 100,9 và hướng đến 105. Khi đến cái vùng này thì đây là một cái vùng hội tụ kháng cự rất là quan trọng. Nhưng trước tiên chúng ta hãy lưu tâm cái vùng bây giờ là cái vùng từ 91,5 hướng lên. Thưa quý vị và các bạn, khi giá xăng dầu tăng trưởng như vậy thì nó ảnh hưởng rất nhiều bởi địa chính trị, ảnh hưởng căng thẳng ở giữa Nga và Đông Âu và giữa Nga với lại phương Tây. Đặc biệt ở đây là gì? Là Nga là một trong những nước mà có cái nguồn cung khí đốt, nguồn cung dầu là một chiếm cái tỷ trọng sản lượng rất lớn trên thế giới. Và khi cái xung đột có thể xảy ra làm cho tâm lý của nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Và từ đó cái nguồn cung dầu và khí đốt ra thế giới nó sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh và làm cho giá cả sẽ bị leo thang, ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Ngay kể cả tôi và bạn đang xem video này cũng sẽ ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ di chuyển hàng ngày chúng ta phải chi phí nhiều tiền hơn, mất nhiều tiền hơn để cho chúng ta di chuyển được từ A đến B, và từ đó sẽ ảnh hưởng ngay đến túi tiền của mình, và điều đó là không ai mong muốn cả. Hy vọng cái bài phân tích của tôi nó chưa đúng, để chúng ta có được những cái giá dầu sớm điều chỉnh giảm xuống dưới 20.000 một lít xăng, chúng ta đi lại nó thuận tiện hơn. Nhưng điều đó thực sự đến bây giờ là khó rồi đấy anh chị. Trên đây là những cái chia sẻ của tôi về thị trường đầu tư. Kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và đầu tư thành công.